nhờ tôi đi đón cháu. Cháu rất ngoan, nhưng thỉnh thoảng hay ngủ thân, ăn bát một mình, không chịu ăn cơm. Vâng, để tôi nói với bố mẹ cháu sẽ quan tâm đến cháu nhiều hơn. Thôi thôi, bác cô của cháu anh mừng lắm. Ai bảo cháu thế? Lúc bố mẹ cháu vãi nhau, bố cháu nói thế. Chào cô, các cháu cùng về. Chào cô đi con. Con chào cô. Thank you.